Xin chào tất cả phụ huynh và các em thân mến. Hôm nay chúng ta sẽ vào học chủ đề số 34 của quyển vở bài tập tiếng Việt lớp 1 tập 2. Các em hãy mở quyển vở bài tập ra trang số 75. Cô sẽ hướng dẫn cho các em giải tất cả những cái bài học trong chủ đề số 34 của ngày hôm nay nha. Bài học buổi học cuối năm. Một nhỏ các em sẽ điền vào cái chỗ chấm bên dưới âm s hoặc là âm s. Thứ nhất, gọn gàng, sạch sẽ. Sạch là âm s. Rồi, múa hát say sưa là âm s. Rồi tiếp theo, xuống dưới đây. Đây là một cái mình thấy nè. Xếp sách rất là đẹp. Xếp là âm s. Tương tự như vậy, chúng ta chuyển xuống câu 2. Các em sẽ điền vào những cái chỗ còn trống ở bên dưới vần ất hoặc là ất. Bạn này đang vẽ cái quả gấc. Đoạt giải nhất. Và nhất tạ. Câu số 3, chúng ta sẽ điền vào cái dấu chấm bên dưới vần yêu, vần ui và vần ui. Hầm chui. Đây là một cái hầm chui nè, những chiếc xe chạy bên dưới. Hầm chui là ui ui. Bồ câu đuôi xòe là u o i ui. Rồi cuối cùng là dịu dàng là i u iu. Một nhỏ các em sẽ viết một câu có từ ngữ em đã điền. Cô giáo em rất dịu dàng. Chúng ta sẽ điền với từ dịu dàng. Chấm. Hoặc là các em có thể đặt thêm một câu: các bạn trong lớp đang múa hát say sưa. Các bạn đang múa hát say sưa. Câu số 2, chúng ta sẽ viết về một cái buổi học em yêu thích ở các gợi ý hoạt động luyện nói trang 145. Hôm qua vào tiết kể chuyện, lớp em được cô giáo kể chuyện, kể câu chuyện ăn khế trả vàng rất hay.
chấm. Đó là buổi học mà em yêu thích nhất. Đó là buổi học mà em yêu thích nhất. Chấm. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua một bài học mới. Đó là bài kỳ nghỉ hè của em. Một nhỏ các em cũng điền vào những cái chỗ chấm âm sờ hoặc là âm sờ. Học bơi sải là âm sờ. Rồi, đây là mình đang sâu cái hạt. Tiếp theo, thả diều sáo. Âm sờ. Câu số 2, các em sẽ điền vào những cái chỗ trống bên dưới âm giờ hoặc là âm gi. Đây là hình ảnh đang gieo hạt. Gieo là âm gi. Hái quả dâu là âm giờ. Hát đồng dao là âm giờ. Một nhỏ các em sẽ viết một cái câu có từ ngữ em đã điền. Em giúp bà. Gieo hạt. Xuống mặt đất. Để trồng rau. Chúng ta đã điền với từ gieo hạt. Câu 2, các em sẽ viết về cái bức tranh em chọn theo gợi ý ở hoạt động luyện nói. Sách giáo khoa thì trang một số 150. Rồi, chúng ta hãy quan sát bức tranh nè, rồi để mình viết cái hoạt động. Vào mỗi buổi tối, phải em và chị được mẹ ngồi xuống. Kể chuyện cổ tích. Chấm. Em rất thích được mẹ kể chuyện hàng ngày. Em rất thích. Được nghe mẹ
Kể chuyện. Hàng ngày. Ta chuyển tiếp sang phần thực hành. Một nhỏ các em sẽ tìm những cái từ ngữ trong bức tranh chứa tiếng bắt đầu bằng ngờ đơn hoặc là ngờ ghép. Rồi, ngờ đơn nè thì sẽ có nhìn ngắm nè, nghỉ hè, nhìn ngắm. Rồi, giờ hoặc là gì? Dây võng là giờ. Dây võng là giờ. Rồi, phút giây là gì? Tiếp theo, âm trờ hoặc là âm chờ. Bầu trời. Che nắng. Câu số 2, các em sẽ đặt một câu có từ ngữ các em vừa tìm được ở bài tập 1. Chỉ còn vài ngày nữa là em được nghỉ hè. Chỉ còn vài ngày nữa là em được nghỉ hè. Chúng ta đặt câu với từ nghỉ hè. Rồi câu 3, em sẽ đặt tên cho bức tranh trên. Đó là bãi biển quê em. Bài học ngày hôm nay đã kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh để nhận được những bài học mới nhé.